Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau: Mỹ Đài Loan gặp gỡ trực tiếp, mặt Bắc Kinh phản đối. Nổ súng trên tàu điện ở Hòa Lan, 3 người chết có thể do khủng bố. Ngũ giác đài để trình quốc hội danh sách dự án bị cắt giảm để lấy tiền xây đường biên giới. Lũ lụt vùng Trung Tây Hoa Kỳ, 3 người chết, hàng trăm người di tản. Tổ chức Liên nông quốc tế thúc Việt Nam công bố dịch tả heo. Và sau đây là phần tin thế giới. Quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Tổng thống Brazil thăm Hoa Kỳ, thắt chặt quan hệ hợp tác. Theo tin từ Reuters, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Washington, Tổng thống Brazil là Jair Bolsonaro tuyên bố là ông rất ngưỡng mộ Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh về việc tìm kiếm một kỷ nguyên mới cho mối quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ. Một ngày trước khi chuẩn bị gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, ông Bolsonaro tuyên bố với các giám đốc thương nghiệp rằng ông muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Paulo Guedes, Bộ trưởng Kinh tế Brazil, luôn nhắc đến thông điệp về tình bạn với Hoa Kỳ của ông Bolsonaro. Nhưng ông Guedes cũng cho biết, Trung Cộng sẽ luôn sẵn sàng đầu tư vào Brazil nếu Hoa Kỳ không mở cửa giao thương với Brazil. Theo tin từ Reuters, Trung Cộng được xem là đối tác thương mại hàng đầu của Brazil. Trả lời phỏng vấn với các phóng viên, một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết, trong các cuộc đàm phán ở Washington, phía Hoa Kỳ từng đưa ra khuyến cáo với Brazil về những lo lắng trong vấn đề an ninh liên quan đến công ty kỹ thuật viễn thông Huawei của Trung Cộng. Trong bữa ăn tối với các nội bộ bộ trưởng và các nhà tư tưởng cánh hữu vào hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 3, ông Bolsonaro cho biết chuyến thăm Hoa Kỳ sẽ giúp ông có được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin nhằm chống lại mối đe dọa của Cộng sản đối với nền dân chủ của khu vực. Và tin về Hoa Kỳ Đài Loan gặp gỡ trực tiếp, mặt Bắc Kinh phản đối. Các giới chức Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau trong năm nay trong nỗ lực đưa mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Mặc cho phản đối của Bắc Kinh cùng những đe dọa buộc Đài Loan phải bằng lòng thống nhất. Cuộc thảo luận sẽ diễn ra vào tháng 9 ở Đài Bắc và sẽ có sự tham dự của một giới chức cao cấp từ Washington. Theo lời người mặc nhiên được coi là đại sứ Hoa Kỳ tại Đài Loan, ông William Brent Christensen, vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 3, thưa quý vị, và ông Christensen không cho biết là cuộc họp này là một hình thức khiêu khích Trung Cộng hay để họ có sự thay đổi với Đài Loan. Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao với Trung Cộng nhưng vẫn duy trì mối quan hệ không chính thức, nhưng cũng chặt chẽ với Đài Loan, qua cơ quan có tên là American Institute in Taiwan, gọi tắt là AIT, và được mặc nhiên coi là tòa đại sứ của Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng, cùng lúc có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Đài Loan và Trung Cộng. Đó là theo lời ông Christensen trong cuộc họp báo. Tổng thống Donald Trump trong thời gian qua đã có thêm các liên lạc với Đài Loan và dự trù sẽ bán thêm vũ khí cho đảo quốc này. Trong một chỉ dấu cho thấy mối liên hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Đài Loan hiện nay, Tổng thống Đài Loan và bà Thái Anh Văn là Stacey Ing-wen dự trù sẽ ngừng lại ở Hoa Kỳ một hoặc hai lần trong chuyến công du sang các quốc gia đồng minh ở vùng Thái Bình Dương, khởi sự từ ngày thứ Năm. Sang qua bản tin nói về lực lượng Israel giết một người Palestine bị tình nghi thực hiện vụ tấn công chết người ở bờ Tây.
Thưa quý vị, theo tin tờ Reuters, thì cơ quan an ninh Shin Bet của Israel cho biết, vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 3, lực lượng Israel đã giết một người Palestine bị tình nghi thực hiện vụ tấn công chết người bằng dao và súng ở bờ Tây hai ngày trước đó. Theo Shin Bet, nghi can tấn công đã bị giết sau khi nổ súng vào lực lượng Israel là những người đã đến để bắt giữ ông ta. Bộ Y tế Palestine đã xác nhận rằng có một người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này, nhưng lại không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong một sự kiện khác, thì Bộ Y tế Palestine cho biết binh sĩ Israel đã bắn chết thêm hai người Palestine gần thành phố Nablus ở bờ Tây. Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết thông tin này vẫn đang được điều tra. Vào hôm Chủ nhật, một kẻ tấn công người Palestine bị tình nghi đã đâm chết một người lính tại một ngã tư trên đường cao tốc bờ Tây và nổ súng tại hiện trường bằng súng trường, giết chết một giáo sĩ Israel và làm bị thương một người lính thứ hai. Người dân Palestine, nhiều người trong số họ không có liên kết với các nhóm vũ trang, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở bờ Tây vào cuối năm 2015 và 2016. Nhưng kể từ sau đó, các vụ tấn công này đã giảm đi, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo cho biết là dân Cuba thất vọng vì Hoa Kỳ chấm dứt chương trình visa du lịch kéo dài 5 năm. Thưa quý vị, việc chính quyền Tổng thống Trump ngừng cung cấp visa du lịch kéo dài 5 năm cho Cuba đã khiến cho cư dân trên đảo tức giận và thất vọng. Vì điều này sẽ gây thêm khó khăn khi họ muốn gặp người thân, đi mua sắm hoặc thực hiện các trao đổi văn hóa và học thuật ở Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu tuần trước ngày 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo quy định này sẽ có hiệu lực kể từ thứ Hai. Thay vì có hiệu lực trong vòng 5 năm và sử dụng cho nhiều lần nhập cảnh, giờ đây thời gian hiệu lực bị cắt giảm xuống còn 3 tháng và chỉ dành cho một lần nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao giải thích đây là biện pháp có đi có lại, vì hiện nay Cuba chỉ cấp visa cho một lần nhập cảnh đối với các công dân Hoa Kỳ. Ông Carlos Saladuras, một thương gia người Mỹ gốc Cuba và là người đứng đầu tổ chức Cuban Study Group, tức là tổ chức ủng hộ sự hợp tác với Cuba, nhận định rằng việc kết thúc chương trình visa là điều ích kỷ và phản tác dụng. Vào hôm thứ Bảy, thì Cuba chỉ trích lý do thay đổi visa của Hoa Kỳ. Họ nói rằng Cuba luôn cấp visa ngay lập tức cho công dân Hoa Kỳ, trong khi thì dân của Cuba phải bỏ ra số tiền lớn và mất thời gian để đi đến các nước thứ ba, sau đó thường bị từ chối. Và thưa quý vị, tin về nổ súng trên tàu điện ở Hòa Lan khiến cho ba người chết, có thể do khủng bố. Một tay súng bắn chết ba người và làm bị thương chín người khác trên một tàu điện ở thành phố Utrecht tại Hòa Lan vào sáng ngày thứ Hai, 18 tháng 3. Giới chức an ninh nhanh chóng có phản ứng, mở cuộc săn lùng nhắm vào một tòa chung cư gần nơi xảy ra cuộc tấn công. Giới chức phụ trách cũng ngay lập tức nâng báo động khủng bố trong khu vực lên tới là mức cao nhất. Thị trưởng thành phố Utrecht nói nhiều phần đây là cuộc tấn công của khủng bố. Cảnh sát võ trang Hòa Lan gia tăng tuần tiễu ở các phi trường và các cơ sở chính trong nước, trong khi thì cuộc săn lùng ở Utrecht vẫn tiếp diễn. Ít giờ sau khi xảy ra cuộc tấn công, cảnh sát Utrecht công bố tấm hình của một người đàn ông 37 tuổi, sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, và cho hay rằng người này có liên hệ với vụ nổ súng vừa xảy ra. Hình ảnh này cho thấy một người đàn ông có bộ râu rậm trên tàu điện, mặc áo màu xanh đậm. Cảnh sát khuyến cáo dân chúng chớ đến gần người này. Được cho biết là tên Goldman Tanish mà hãy gọi báo cho giới chức công lực. Vụ tấn công ở Utrecht xảy ra 3 ngày sau khi có 50 người bị giết khi một người thuộc thành phần da trắng dân tộc nổ súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở tại thành phố Christchurch ở Tân Tây Lan, thưa quý vị. Sau qua bản tin nói về người đàn ông di dân chặn hung thủ tấn công đền thờ cứu mạng nhiều người khác. Thưa quý vị, ông Abdulaziz, một người di dân không tìm cách bỏ chạy khi tay súng kỳ thị Hồi giáo tiến vào đền thờ, đã bắn chết các nạn nhân trên đường đi. Ông cầm lấy vật đầu tiên thấy trong tầm tay chỉ là một máy ca thẻ tín dụng, rồi chạy ra ngoài đền thờ hét lớn, "Lại đây!" Ông Aziz, 48 tuổi, nay được coi là anh hùng vì đã ngăn chặn không để có thêm người thiệt mạng trong vụ nổ súng vào trưa ngày thứ Sáu, 15 tháng 3, tại đền thờ Linwood ở thành phố Christchurch, sau khi vụ hung thủ rượt đuổi vòng vòng trong sân, trước khi khiến y sợ hãi và lên xe phóng đi. Nhưng ông Aziz
người có 4 đứa con trai ở trong đền thờ với mấy chục người khác, trong khi ông đối đầu với hung thủ ở phía ngoài, nói rằng ông nghĩ bất cứ ai khác cũng sẽ có phản ứng tương tự. Hung thủ này đã giết 50 người sau khi tấn công 2 đền thờ Hồi giáo trong vụ nổ súng giết người hàng loạt, gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất trong lịch sử cận đại của Tân Tây Lan. Ông La Ali nói, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đền thờ, ông thấy có một người mặc đồ đen tay cầm khẩu súng lớn, sau đó thì ông thấy có 2 xác người và nghe hung thủ chửi thề. Tôi nhận ra rằng có chuyện bất thường, đây là kẻ sát nhân, ông đã nói như trên thưa quý vị. Và 3 phụ nữ Saudi Arabia được PEN America trao giải thưởng. Bản tin tiếp theo nói về 3 người phụ nữ nổi tiếng trong giới tranh đấu nữ quyền ở Saudi Arabia đã bị chế độ Riyadh bắt giữ vào năm ngoái, đã vừa được tổ chức PEN America trao giải thưởng vinh danh. Các nhà tranh đấu là Nước Abdulaziz, Rizan Al-Ahli và Iman Chalnathan đã được chọn để trao giải thưởng PEN Bobby Freedom to Write Award. Tổ chức Dân chương và Nhân quyền PEN American loan báo vào hôm thứ Năm 14 tháng 3 thưa quý vị. Và các nhà nữ tranh đấu này công khai lên án chính sách kỳ thị phụ nữ của chính quyền Saudi Arabia. Và như cấm lái xe cũng như giới hạn di chuyển, giáo dục và các quyền khác nếu không có sự cho phép của người giám hộ nam giới. Nof Abdulaziz là một nhà báo và blogger, người từ nhiều năm nay đã viết về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Saudi Arabia. Tổ chức Amnesty International nói rằng cô Al-Hadloui tốt nghiệp Đại học University of British Columbia ở Canada từng bị bắt vào năm 2014 khi định lái xe từ United Arab Emirates vào Saudi Arabia. Và cô em mình là một blogger tham gia tranh đấu cho nữ quyền ở Saudi Arabia trong mấy năm gần đây, thưa quý vị. Và đó là tin thế giới, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát. Sau một vài phút thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Hoa Kỳ.